Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã huy động lực lượng phương tiện xuống các địa bàn thiệt hại nặng để giúp người dân khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ngay sau khi cơn bão đi qua, lực lượng vũ trang tỉnh đã khẩn trương huy động hàng ngàn cán bộ chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân tự vệ đã tỏa về các địa phương để giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão, để bà con sớm ổn định cuộc sống. Mặc dù thời tiết mưa gió, song cả cán bộ chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn vất vả, tập trung giúp người dân sửa chữa lại những nhà bị tốc mái hư hỏng nặng, phát quang những cây bị gãy đổ để thông tuyến cả con đường liên thôn liên xã. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng ưu tiên tập trung giúp đỡ những gia đình chính sách, hộ neo đơn và các nhà bị hư hỏng nặng. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đang huy động 182 cán bộ chiến sĩ và 6 phương tiện cơ động về cả địa bàn, phối hợp cùng chính quyền xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang khắc phục hậu quả do bão số 4 gây ra. Trong sáng nay, hàng chục ngôi nhà đã được các lực lượng hỗ trợ lợp lại mái. Các trường hợp nặng hơn đang được lên phương án khắc phục sớm nhất để ổn định cuộc sống người dân. Chỉ tỉnh riêng thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, gió lốc đã làm một người dân bị thương. 46 hộ trên 66 ngôi nhà dân trên địa bàn thôn Khánh Mỹ, xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang bị tốc mái hoàn toàn.